Narciso Forever. Vâng. Và đây là chai nước hoa mới được ra mắt vào năm 2023. Chai của em nó đây. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mùi hương này. Nó có đáng mua hay không? Và nếu như đây là một cái phiên bản kỷ niệm 20 năm sản phẩm đầu tiên của Narciso ra mắt trong cái line dành cho nữ, đó là Narciso For Her EDT, thì hai mùi hương này nó có sự khác nhau như thế nào? Cùng nhau xem nhé. Đầu tiên thì như chia sẻ của thương hiệu Narciso thì cái phiên bản Narciso For Her Forever vừa mới được ra mắt này, nó là một cái phiên bản kỷ niệm 20 năm khi mà sản phẩm Narciso EDT For Her được ra mắt ở trên thị trường. Có nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu nhanh rằng đây là một cái phiên bản tri ân cái người chị đi trước, là phiên bản EDT. Và chắc chắn rồi, cái việc tri ân như thế này thì cái phần mùi hương cũng như là các bạn nhìn thấy concept về phần màu, nó cũng sẽ có một cái gì đó để lại cái dấu ấn ở cái phiên bản Forever mới. Và em nó thì chỉ cần nhìn vào mắt thường thôi, các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được là hai em thì có thiết kế một cái nét gì đó na ná nhau. Nhưng ở cái phiên bản Forever này, phiên bản mới 2023, thì các bạn nhận thấy đây là một cái tông màu ombre, và ở trên thì là màu đen giống cái phiên bản EDT mình đang có ở đây. Và càng về dưới thì nó trong hơn và nó có một cái màu hồng phớt nhẹ nhàng ở phía dưới. Tất nhiên là mình sẽ vẫn thích những cái phiên bản mà nó có thiết kế như thế này, để mình có thể có cái là theo dõi được cái lượng dui. Với cái phiên bản EDT ở đây thì tôi nói thật là xịt không biết đường nào mà lần là đã bao giờ hết. Đặc biệt là những chai nước hoa này nó làm bằng thủy tinh nữa, nên các bạn cầm các bạn sẽ không thấy cảm giác thay đổi quá nhiều khi mà chai nước hoa nó vơi, hay là kể cả nó còn đầy hay là nó còn ít. Đấy là một cái khá dở. Và ngày xưa ấy, thì những cái chai mà mình mua gốc ấy thì đa phần là mình sẽ phải sử dụng, đó là dùng đèn pin để chiếu lên xem là nó còn bao nhiêu dui ở trong này. Đây là một cái khá là bất tiện, và với cái thiết kế này thì mình đánh giá là nó hay ho hơn. Chai này tôi để lâu quá rồi nên là nó bụi mù rồi đây. Tại vì một phần cũng là một cái chai của nữ nữa, nên là tôi rất ít khi xịt cái mùi này. Mặc dù là đây là một cái mùi mà ngày xưa tôi khen là tôi rất rất thích. Thì cái phiên bản Forever ra mắt năm 2023 này, thì theo như công bố, mùi hương này được Sonia Costang, là một perfumer làm mùi, chứ không phải là perfumer làm mùi của phiên bản EDT chỉnh sửa lại. Như các bạn biết, đó là phiên bản Narciso For Her EDT ra mắt từ năm 2003. Thì cái mùi hương này được hai perfumer hàng đầu làm mùi, đó là Francis Cousin và Tristan Nagel. Đây đều là hai perfumer kỳ cựu rồi, và họ cũng có những cái thương hiệu nước hoa riêng. Như kiểu Francis Cousin thì có thương hiệu Maison Francis Cousin, hay gọi là MFK. Và ông cũng đã rất là thành công với những cái phiên bản như là 540, như là Consoa hay là Petit Matin. Đấy đều là những cái mùi hương mà mình cũng đã có chia sẻ qua rồi, thì các bạn có thể xem lại. Và cái phiên bản mới này thì như lúc nãy mình nói, đó là Sonia Costang. Thì bà hiện tại vẫn là perfumer cho Givaudan, một công ty hương liệu rất là lớn và nổi tiếng ở trên thế giới. Ngoài ra thì bà cũng có một cái thương hiệu nước hoa riêng mà theo như mình tìm hiểu, đó là Ella Car Perfume. Và trong cái việc mà bà làm mùi cho thương hiệu riêng của bà thì bà cũng có rất là nhiều những sáng tạo khác, khi mà công ty hương liệu Givaudan hợp tác với những cái thương hiệu như kiểu Burberry, hay là những cái thương hiệu nước hoa designer, hay là kể cả nít nổi tiếng khác. Thì đấy là một vài chia sẻ về perfumer làm mùi cho Forever. Đó không phải là Nagel, không phải là Francis Cousin, mà chính là Sonia Costang. Trước khi đi vào cái phần mùi hương của chai nước hoa mới đây, thì chúng ta sẽ phải nhắc qua một xíu về cái phiên bản gốc ra mắt năm 2003 này. Thì các bạn biết là cái thời điểm đó ấy, thì có khá là nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là làm nước hoa có cái vai quyền lực kiểu sang chảnh cho nữ, đó chính là Chanel Mademoiselle. Thì đây là một trong những chai nước hoa mà cũng có khá là nhiều flanker, và nó hướng tới một người phụ nữ sang trọng, quyền lực, và với những cái hình ảnh như là một người phụ nữ độc lập, cá tính. Mình cũng đã có review em đó chắc là đâu đó tầm 2 đến 3 năm rồi.
với cái phiên bản Narciso này, khi mà người ta ra mắt ở trên thị trường thì nó như kiểu là một cú hích, và nó tạo nên một cái làn sóng về cái việc sử dụng cái nguyên liệu xạ hương ở trong nước hoa. Nó tạo nên một cái vibe mùi hoa và cái hơi hướng làm sạch sẽ. Như các bạn cũng có thể thấy, không cần nhìn đâu xa cả, các bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng là ở trên cái thị trường Việt Nam ấy, thì đến bây giờ Narciso nó đã phổ cập ở trong mọi ngăn tủ bàn trang điểm của các chị em phụ nữ rồi. Và chúng ta thường biết tới Narciso ở cái phiên bản là bản hồng nhạt EDP, và nhiều hơn thì chúng ta có thể là những cái phiên bản lùn hay là những cái phiên bản trắng như là Pumice. Cái phiên bản EDT này thực sự là một cái phiên bản mà mình thích nhất. Nó mang tới đúng một hình ảnh một người phụ nữ mặn mà, từng trải và trông đúng kiểu quyến rũ. Mình rất ít khi nói một mùi hương nào quyến rũ, nhưng mà với mình Narciso For Her EDT là một cái mùi hương mình hay gọi vui là mùi của đàn bà. Và em này thì đáng tiếc là mọi người lại không thích. Cũng có thể do một cái vibe nó quá là đậm, nồng nàn, nên là với mọi người thì mọi người không thích cái mùi hương này dành cho sử dụng hàng ngày. Nhưng mà nếu như các bạn có dịp đi chơi buổi tối, đặc biệt là những quán bar, quán kiểu club chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể xịt em nó vào những ngày trời hơi hơi se gió, thì mình đảm bảo rằng Narciso For Her EDT là một trong những lựa chọn cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là với phong cách kiểu phụ nữ từng trải, hay ho, thú vị, bí ẩn, chứ không phải là những cô nàng đôi mươi kiểu bánh bèo, thì mùi hương này không phù hợp, na hồng phù hợp hơn. Và chúng ta cùng trở lại với hiện tại, đó là For Her Forever. Vâng, tên Forever, mãi mãi, trường tồn. Không biết là liệu mùi hương này nó có trường tồn với thời gian không, nhưng mà với dung tích và với thay đổi một chút về thiết kế, cá nhân mình thì mình thấy ấn tượng hơn về cái thiết kế này so với màu đen kia. Màu đen kia có lẽ là sẽ tùy gu mỗi người, nhưng mà riêng cái việc như mỗi mình nói là theo dõi được cái lượng dui nó là một cái yếu tố hơi khó khăn với cái phiên bản EDT. Thì nói qua về cái phần dung tích, đó là cũng không hề có một cái sự thay đổi nào nhá. Tất cả đều là chai 100ml hết. Ngày xưa thì chúng tôi có xem được ở trên TikTok là nếu mà các bạn đập những cái chai Narciso ra các bạn chiết thì nhiều khi các bạn được lãi hơn. Mà cái này thì mình cũng không kiểm tra, kiểm chứng được. Tại vì mình cũng không có quá nhiều chai để có thể đập ra rút hết. Và thường mình có xu hướng là giữ những cái chai gốc như thế này. Vậy thì cái mùi hương này so với phiên bản EDT thì nó sẽ như thế nào? Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người sẽ đặt ra. Và mình cũng có đọc được khá là nhiều những cái bài viết về Narciso For Her, cái phiên bản Forever này ở trên thị trường, ở trên thế giới. Và đây là một trong những chai mà hiện tại tôi thấy mọi người vẫn đang phàn nàn ở trên thế giới là nó vẫn đang rất là khó mua. Có thể là đây là một cái phiên bản limited, nên là cái độ phủ sóng, hoặc cũng có thể là nó có một vài vấn đề gì đó với cái việc phân phối, nên là các ở trên thế giới người ta khó tìm chai nước hoa này hơn. Mùi hương này thì khi các bạn chỉ cần xịt nó ra thôi, nó chạm vào da của các bạn là các bạn sẽ có thể nhận thấy một cái bay mùi hoa trắng rất là nồng nàn. Nó mang được cái âm hưởng của cái phiên bản EDT. Nó là một cái mùi đậm, nồng nàn, rất rõ rệt. Và nếu như bạn là một người thích những cái tông mùi nhẹ nhàng thì chắc chắn rằng là phiên bản này các bạn đã chạy rồi, thì cái đến cả phiên bản này thì các bạn cũng không thể nào thay đổi được quan điểm. Và cái bay mùi nồng nàn đấy, nó có một cái sự khác biệt so với cái phiên bản EDT mà mình đang có ở trong tay. Đó chính là cái vai mùi ở đây thì Forever nó có cái xu hướng sáng hơn một xíu, và cái bay mùi nó nghiêng về hoa nhiều, chứ nó không bị cái kiểu là tối và đầm mình như ở cái phiên bản EDT. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên về em này, về phần mùi hương nhá. Nó không quá là ngột, mà cảm giác như kiểu cái phiên bản EDT các bạn xịt ra các bạn thì nghĩ rằng là một buổi tối tôi sẽ đi chơi, tôi sẽ mặc cái mùi hương đấy. Nhưng mà với cái mùi hương này thì các bạn có thể gọi là đánh tan đi cái suy nghĩ rằng là chỉ sử dụng được buổi tối thôi. Tiếp tới khi mà mùi hương này bắt đầu khô lại ở trên da của các bạn nhé, chưa nói là dry down về sau như thế nào, thì các bạn sẽ nhận thấy là một chút kiểu phấn rất đặc trưng, và cái nét của xạ hương ấm cùng với một cái bay mùi ngọt của huệ. Cái bay mùi ngọt của huệ này ấy, nó sẽ khác biệt so với EDT khá là nhiều. Có nghĩa là ở cái phần top note thì các bạn thấy nó mang âm hưởng của nhau, nhưng mà càng về sau khi mà biến chuyển về phần mùi hương thì cái phiên bản Forever này nó đang ngả sang cái hơi hướng là kiểu cái nét ngọt của huệ, mà nó có cái hơi hướng mà mình nghĩ tới đó là mùi bánh đậu xanh ấy.
hơi hướng kiểu ngọt ngọt như vậy, và kiểu hơi kiểu nó như kiểu là cái bột bánh đậu xanh ấy, kiểu như thế. Và nó sẽ mang tới một cái cảm giác nó khá là lạ mũi. Và gần như rằng là sau khi mình xịt cái mùi hương này thì mình đang đặt một câu hỏi rằng quái lạ, cái phiên bản EDT này nếu như là một cái phiên bản nâng cấp hơn là Forever thì hiện tại ở cái khoảng giữa này thì mùi hương nó đang ở đâu, nó đang phát triển theo cái hướng nào. Tất nhiên thì một cái sự sáng tạo mới và cái tên mới cũng như là người làm mùi mới thì nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi rõ rệt hơn, và cái nét của Huệ thêm vào ở đây nó lên khá là rõ rệt. Nên là với những bạn nào mà có một chút dị ứng với hoa Huệ thì đây là một cái điều mà các bạn cần lưu ý trước khi các bạn mua mùi hương này. Vì với em này thì hoa với xạ ấm thôi, còn đây nó lên được cái bay mùi Huệ, nên là các bạn lưu ý một xíu nhá, nếu như không là người không thích Huệ. Còn nếu mà bảo là lên Huệ ngào ngạt thì mình thấy rằng là nó không, nó đang cân bằng giữa cái nét phấn xạ ấm và Huệ khá là rõ rệt, đặc trưng của hoa trắng nữa. Càng ở lâu trên da thì các bạn nhận thấy rằng là mùi hương nó càng biến chuyển. Với mình ấy thì mình thấy rằng là mùi hương ở đây nó biến chuyển thành 4 giai đoạn. Đầu tiên là các bạn nhận thấy nó mang cái âm hưởng của cái phiên bản EDT. Cái thứ hai nó là cái mùi hoa Huệ hơi kiểu bánh đậu xanh. Và mà khi mà dry down ấy thì mùi hương nó bừng sáng ở trên da. Và lúc này ấy, thì mình thấy rằng là nó là một cái phiên bản trẻ trung hơn so với EDT. Và khi mà còn lại khoảng đâu đó tầm 7 đến 8 tiếng ở trên da mình thì Forever nó lại xuống cái hơi hướng xạ rất là sạch sẽ. Tất cả những cái mùi hoa nó tan biến hết, chỉ còn lại đúng một cái vai mùi xạ sạch. Các bạn cũng thấy rằng là cái vai này nó xuất hiện ở Light Blue phiên bản Intense, hay là những cái con như là Silver Mud, hoặc cũng có thể là Lazy Sunday Morning khi mà nó dry down ở trên da. Thì cái hơi hướng của Forever này khi mà còn lại sau 7 đến 8 giờ ở trên da thì nó lên cái mùi khá đặc trưng của những cái con mà mình vừa đã kể. Thì đấy là một cái sự khác biệt. Có nghĩa là mùi hương này nó sẽ có sự phức tạp về mùi hương hơn rất rất nhiều so với phiên bản EDT. Và nó cũng biến chuyển rõ rệt hơn. Và các bạn cũng có thể thấy được rằng là cái vai mùi kiểu này nó đang giao thoa giữa sáng và tối. Ban đầu thì mùi hương lên nồng nàn tối, dần dần mùi hương càng về sau thì nó như kiểu một bông hoa nở vậy, hoặc là nó như kiểu lúc bình minh trời bắt đầu hừng sáng vậy. Thì với mình, Forever là một trong những cái mùi hương khá thú vị, một sáng tạo dành cho nữ mà trong cái thời gian 1-2 năm gần đây mà mình được tiếp cận qua thì mình thấy rằng mình đang đánh giá khá cao về Forever. Mình có ngửi qua Scandal Le Parfum ở trên kia, một vài mùi nữ mới, nhưng mà mình thấy rằng là những sáng tạo nó đang bị đi theo lối mòn. Còn với Narciso Forever, nó đang thực sự rất khác biệt so với những người chị đi đằng trước. Cái yếu tố tiếp theo mình ấn tượng về cái phần mùi hương này, đó chính là cái phần hiệu năng của em nó. Em nó có một cái hiệu năng đúng kiểu Forever luôn. Đây chính xác là những gì mà chị em mong muốn, đặc biệt là những người sử dụng nước hoa đơn giản. Các bạn đang tìm một cái bay mùi xạ có xu hướng trưởng thành một chút về độ tuổi. Vẫn giữ được một cái vai của Narciso và bay mùi hoa trắng, thì các bạn muốn bám loạt tốt thì hãy mua Forever. Tại vì mùi hương này trên da nhá, nó bám kiểu vui thôi là cũng được 8 tiếng, thậm chí rằng là có những hôm mình test mình không muốn nói điêu, đó là 11 đến 12 tiếng ở trên da mình vẫn có thể ngửi thấy. Có, mình nhớ là có một hôm cuối tuần mình có cái việc là mình đi đạp xe thì mình xịt cái mùi hương này từ khoảng tầm 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, và chiều 5 giờ mình đi đạp xe mình vẫn ngửi thấy mùi hương nó, mặc dù là mình không cần phải đưa tay lên. Và đạp xe cứ chỉ thế này thôi, nhiệt độ cơ thể tăng là mình ngửi thấy mùi hương đấy, và về mình tắm thì nó mới hết được mùi. Thì các bạn biết là cái hiệu năng của nó tốt như nào, nhưng mà cái độ tỏa của nó ấy, thì nó lại không quá là khó chịu. Thế nên đây mình đánh giá rằng nó là một cái phiên bản chỉnh sửa đi so với EDT, gia tăng hiệu năng hơn so với EDT ở cái khoản lưu hương. Nhưng mà về cái độ tỏa hương thì nó lại giữ được cái độ tỏa hương ở mức độ gọi là trên trung bình một xíu. Nghĩa là các bạn xung quanh tầm một cánh tay là các bạn vẫn có thể ngửi thấy, nhưng mà nó không phải kiểu ngào ngạt và gây khó chịu cho người khác. Nếu như với một cái độ tỏa hương mà lưu như vậy ở cái phiên bản EDT này, mình chắc chắn rằng bạn sẽ có cái xu hướng là ngửi lâu bị mệt. Nhưng mà với cái phiên bản làm màu sáng trẻ trung hơn so với cái phiên bản này thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái sự
căn chỉnh rất là hợp lý, phù hợp với nhu cầu của các bạn nữ và đặc biệt là ở cái khí hậu ở Việt Nam đó. Và về cái phong cách cũng như là về cái phần độ tuổi của Narciso For Her Forever này, thì thứ nhất đó là mình nghĩ rằng ít nhất là các bạn phải tầm ngoài 23 cho đến tầm 25 tuổi, vì nó mang âm hưởng của EDT. Và EDT đối với cá nhân mình nó phải tầm được 25 tuổi đổ ra thì các bạn có thể xài được. Và cái gam màu là gam màu tối, nhưng mà ở Forever này thì nó đang kéo lại cái sự trẻ trung hơn. Nên là đối với mình ấy thì đâu đó tầm 23 cho đến 25 tuổi là các bạn có thể mặc được mùi hương này. Nhưng mà cũng không phải là một cái style kiểu bánh bèo, kiểu tiểu thư nhẹ nhàng, mà các bạn hiểu được rằng là đàn ông muốn ngắm gì các bạn. Và các bạn cũng biết rằng là đàn ông thì người ta bị thu hút bởi cái gì. Không chỉ đơn giản là cái cá tính dễ thương, mà đôi khi nó là một cái sự chủ động, cũng như là một cái bộ váy bó sát body. Các bạn có một cái sự lả lơi cần thiết, thì đây là mùi hương như vậy. Đấy. Và cái mùi hương này thì nó làm cho mình có cảm giác là các bạn có thể mặc được cả ngày, chứ không nhất thiết là như cái phiên bản EDT là các bạn chỉ đi hẹn hò đi chơi vì cái độ tỏa nó quá tốt và mùi nó dày. Còn với cái phiên bản Forever này các bạn mặc được cả ngày, các bạn có thể đi làm buổi chiều xịt, và đến tối các bạn lên bar ngồi luôn cũng được, đi ăn đi uống xong các bạn lên bar ngồi luôn, thì mùi hương này nó vẫn giữ được tốt và nó vẫn mang tới một cái vai là vừa đi làm vừa đi chơi rất là hợp lý. Đây có lẽ cũng sẽ là một trong những cái sự thay đổi quốc dân trong cái lít Narciso Na Cao dành cho nữ ở cái của nhà Narciso này. Đấy, với cá nhân mình đánh giá khá cao cái lựa chọn cũng như là cái sự sáng tạo về Narciso For Her Forever lần này. Còn giá thành thì tôi không biết là hiện tại giá đang bảo bao nhiêu, nhưng mà có vẻ cũng nhỉnh hơn so với một vài phân khúc, vì nó cũng mất một thời gian đầu về thị trường Việt Nam nó mới bình ổn được giá. Nhưng mà khi mà các bạn mua trên nước hoa này thì chắc chắn là mình nghĩ rằng là các bạn cũng nên tham khảo kỹ về phong cách thôi. Còn nếu mà đúng kiểu hợp gu như mình tả rồi ấy, thì các bạn mua luôn, không cần phải suy nghĩ cả. Đặc biệt là cái phần thiết kế hộp này nhá, nó cũng khá là hay ho. Khi mà các bạn cũng có thể nhìn thấy là nó có như kiểu, đây không phải là cái kiểu cái giấy bọc ở ngoài nhá, mà nó in hẳn thẳng lên trên luôn. Đấy, hộp đây trông được, đẹp. Tóm lại là thiết kế lần này khá ổn, mặc dù không phải là perfumer mà tôi hâm mộ là Nagel làm, nhưng mà bà Sonia Costang này đang làm mùi khá tốt. Còn với cá nhân tôi thì nếu mà hiện tại mà bảo con nào mùi đàn bà nhất cho nữ thì tôi vẫn đánh giá Na EDT là mùi ngon nhất, mỗi độ hơi già thôi. Và ở cái vị trí thứ hai hoặc cũng có thể đứng ngang ngửa với nhau, đó là Forever. Và nếu như các bạn đã được thử qua Forever rồi thì đừng ngần ngại chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới. Và đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn lại. Bye bye.